Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Khánh Linh FF đây. Thì hôm trước có bạn bảo là chị cho liên quan tiếp đi, em sẽ kêu cả họ vào like và đăng ký kênh cho chị. Thì hôm nay mình tiếp tục cho liên quan nhá. Mình sẽ nhờ anh hàng xóm sang hickey cho mình để mình xem phản ứng của Quang thế nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Thôi mình đùa thôi mọi người. Thực ra ấy là mình vẽ son thôi. Vẽ son này mọi người. Bây giờ mình sẽ phải làm sao để cho giống hickey nhất. Rồi mình sẽ chôn xem phản ứng của Quang như thế nào nhá. Mọi người cùng đón chờ nha. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho mình đấy. Để bây giờ mình đi tìm chỗ đặt cam ẩn để xem phản ứng của Quang như thế nào nhá. Quang đang làm việc mọi người ạ. Tí Quang mới ra để xem phản ứng của Quang như thế nào. Anh em hóng chờ nha. Đây nha, mình sẽ đặt cam ẩn ở đây. Bây giờ mình sẽ ngồi chờ Quang ra. Ghép logo chờ Quang ra nha mọi người. Em đang làm gì đấy? Nhìn kiếm của anh đây. Chà, anh ghép phải, anh ghép, anh chả ghép logo đi, anh còn ghép kiếm. Anh ghép kiếm cho con logo này cầm, đúng đẹp không? Chà, thì em ghép người đó, anh sẽ ghép Anh ghép logo đi, nó còn chưa có tay làm sao anh cầm. Em ghép tay cho nó đi. Đây, anh ghép kiếm rồi. Nó còn chưa có tay, làm sao mà nó cầm ghép tay đi. Đây, anh ghép cái kiếm, còn đâu em ghép cái tay là được. Tên đâu nhỉ? Từ ạ, lắp này mà đã. Rồi rồi, mày xong rồi. Ủa trời. Này xinh đi. Này bày đặt cái tóc đồ à. Tóc cho hồ cổ. Đây, có đi ngắm nào. Ơ, cái gì vậy? Ơ, toàn súng. Quay đây xem nào. Chị. Quay cái cổ. Cái gì vậy? Hacky của ai? Của anh chứ của ai? Có hacky em đâu? Thế anh có hacky em mà anh hacky con nào? Nhưng mà anh có hacky em đâu? Vô lý! Đây là của ai chứ? Của anh! Ai đây? Tôi tóc em của anh chứ còn của ai? Nhưng mà anh có hacky em đâu? Dạ của anh của... Anh hacky em nhớ liền nè. Sao lại có hai vết luôn thế này? Bình thường anh hacky, anh chỉ hacky một cái thôi. Nó nhân đôi anh hiểu không? Nhưng mà anh có hacky đâu mà. Nhân một cái nữa là hai cái. Nhưng mà anh có hacky đâu mà nó nhân đôi. Nó đột biến gen. Ủa? Quay đây xem nào. Đột biến gen lên thành hai cái. Mày hacky với thằng nào? Hacky thằng nào? Hacky với anh. Hacky với đây. Hacky với anh, hacky thằng nào? Thằng Quang. Đi cút con mẹ. Chiều nay lúc anh ngủ em đi đâu? Hay là lúc đấy em đi với thằng nào đúng không? Nhà mà. Lúc anh ngủ anh dậy, anh ngủ anh dậy anh thấy em đâu? Anh ngủ dậy nỗi không biết em đi lúc nào à? Nhưng mà lúc dậy anh thấy em đâu? Mãi lúc tối em mới về. Em ở nhà mà. Mày hack thằng nào mà tận hai vết thế này? Thằng nào? Thằng Quang thằng nào? Kỳ. Tao không hack kỳ, tao hack kỳ tao biết, tao nhớ. Anh tao mày với em á. Ừ đây. Chả yêu em. Không chả em ạ. Phải quan tâm mình thì... Tao cao hơn 5 phần nữa rồi. Đâu có đâu. Em hack kỳ đâu. Ai thật. Mày cả hack kỳ tận 2 em biết. Không sao. Chúa phù hộ em. Chúa phù hộ mày cặp kế với thằng nào cái gì? Cặp kế thằng nào hack kỳ ở cổ về cho anh nhìn thấy. Anh hack kỳ anh cũng không nhớ. Thôi thế chịu rồi chứ. Biết sao giờ. Phải, đã bảo là không phải của tao rồi. Em xong một cái này, anh lắp cho em đi. Đừng nói nhiều nữa. Không lắp gì hết nữa, ở đấy mà lắp. Đi đâu ấy? Đi đâu cái tao? Cái dạy nào bằng cái dạy này rồi mọi người. Bây giờ Quang đi mất rồi. Bây giờ mình phải đi tìm Quang là đêm như thế này. Đêm lắm rồi mọi người ạ. Tối thui rồi. Mình phải đi tìm Quang mới được. Trời ơi. Không biết là Quang đâu mọi người ạ. Giờ mình phải đi tìm Quang mới được. Ở trong quán này mua đồ không nhỉ? Cái phiền hôm nó tối mù luôn trời. Gọi điện không nghe máy luôn. Chết rồi. Mình biết tìm đâu bây giờ.
tối lắm luôn mọi người. Nguyên tối như thế này ai tắm đi trời. Kia rồi, nó kia rồi mọi người ơi. Nó kia rồi mọi người ơi. Đấy, mọi người nhìn thấy nó không? Đó. Anh bỏ đây làm gì trời lạnh như thế này. Anh dỗi em à? Mắt đỏ đấy. Mắt đỏ che. Dỗi à? Anh dỗi em à? Đi đây. Dỗi à? Đi nào luôn đi. Hâm à? Người ta đùa tí. Đùa gì mà đùa? Đùa mà. Đùa mà, sờ xem. Đùa mà sờ xem này. Sờ em mà. Đùa xem. Cái gì đây? Cái gì đây? Treo tí dỗi. Son à? Chứ chả son. Có thằng nào cả chiều người ta ngồi cùng phòng ngủ xong người ta đi ra ngoài người ta mua đồ cho ăn xíu. Thế mà bôi lên như thật. Trời nha, chua ngắm. Không thấy dỗi. Đang đói không thấy dỗi. Suốt ngày tròn. Muốn đi ăn chứ gì? Muốn đi ăn thì nói một câu. Muốn đi ăn thì nói một câu. Ai thì à? Trời thì tối, thanh niên ngồi một mình ở đây mọi người. Đẹp không? Đẹp không? Người ta chưa có tí dỗi. Ai thèm dỗi? Không dỗi, không ai dỗi mà đi bỏ vào đây. Cái nhà nó ở tít trên kia. Tít trên kia. Ngồi đây mát mẻ gì. Quay đi. Nào bây giờ anh muốn gì? Anh muốn sao để hết rồi? Chẳng muốn gì cả. Muốn gì? Nói một câu. Đang đói. Anh muốn vào cái chỗ kia chứ gì? Đang đói gì cả. Đang nói không muốn gì ấy. Đang đói muốn ăn thì nói luôn đi. Đi, đi vào đây em cho đi ăn đi. Đã hết tiền rồi. Đấy. Anh trả tiền nhá. Đương nhiên rồi, em cho anh đi ăn mà. Chắc chưa? Em bao. Ok. Em bao mà, đây vào quán này nhá. Okay. Ôi, quán này mở cửa thôi, đóng hết rồi, đêm đến nơi, đêm. Tao sẽ quần. Thả tim đã, đứng đây thả tim cho mọi người. Đói, thả tim được. Đi, anh thả tim đi. Mua gì đâu? Này, mua cái này này. Mua này này. Anh thích bim bim nào? Mua cái này. Anh ăn kem không? Không. Rất là nhiều kem này, đam mê của anh mà. Hôm nay được xả láng mà, em bao. Nhưng mà anh chi? Anh chi? Anh chi, anh nghĩ gì em chi? Ok. Rồi anh trả tiền đi. Anh chi mà. Tự giác phết. Chú là con trai của ta. Mình đi về trước mọi người ạ. Tí nó ra là nó đánh mình như tử ấy. Nó vừa nãy nó ngại mọi người ấy, nó mới chi ấy. Nó là con trai ấy, nên là phải chi. Tí ra đây là nó cho mình như tử ấy mọi người. Thông minh lắm. Trốn đâu bây giờ anh em? Trốn đâu bây giờ? Trốn đâu bây giờ? Mày đứng đây nhá. Trốn đây để xem phản ứng của nó như thế nào khi không thấy mình. Ơ, sao mãi nó không ra nhở? Nó ra rồi mọi người ơi. Nó ra rồi. Chúng rồi nó nhìn thấy mình rồi. Tao rồi ít hai. Làm gì? Tuyệt vời khi được chi tiền cho bạn gái còn gì nữa. Anh đầy tiền, anh là đại gia ngầm mà. X2, X3 rồi. Ây, sợi ơi, tuyệt vời, ông mặt trời. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá mọi người ạ. Yêu. Bắn tim bùm bùm bùm. Cho em ăn với. Nhưng mà tham vãi mọi người ạ. Tham vãi.
ăn gì thăn đấy không biết. Kinh khủng rồi. Thế thì tuyệt vời. Mọi người đoán xem mình sẽ làm món gì đây? Này. Ăn đi. Em muốn cho người ta đồ ăn. Thế có ăn không? Hết rồi không? Không. Hết rồi không? Không ăn đâu. Anh phải hết rồi. Không ăn đâu. Anh phải hết rồi. Anh hết rồi thì em đi. Em mất công làm nhiều lắm đấy. Sao? Thật. Tặng than lần này đấy. Lần sau phải cho nữa. Ngon không? Không. Khen thật đi. Không ngon mà ăn nhồm nhám kia. Vậy là mình đã tiếp tục chuyên quan thành công rồi nha mọi người. Nếu mọi người thấy Mancho này hay ấy, thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Và nếu mọi người thấy có ý tưởng gì hay ấy, thì comment xuống bên dưới để mình sẽ chuyên quan vào Mancho tiếp theo nha. Bye bye mọi người.